Hello boys and girls, welcome back to my lesson today. Chào các em, bài học của chúng ta hôm nay là Unit 12, The Asian Games, phần Language Focus. Trong phần Language Focus hôm nay chúng ta sẽ đến với hai nội dung. Nội dung thứ nhất, Pronunciation, và nội dung thứ hai là Grammar. Với nội dung thứ nhất, các em sẽ học phát âm Three Letter Consonant Blends, nhóm phụ âm gồm 3 chữ cái, và nội dung thứ hai là grammar. Chúng ta sẽ ôn lại relative clauses, mệnh đề quan hệ, và omission of relative pronouns, sự tỉnh lược các đại từ quan hệ. Now, we begin with the pronunciation lesson. Three letter consonant blend, nhóm phụ âm gồm 3 chữ cái. Hôm nay chúng ta sẽ học các âm Now listen and repeat after me. Street, strong, strange, strength. Scream, screen, screw, scratch. Square, squeeze, squeak, squeal. Once more time, listen and repeat again. Street, strong, strange, strength. Scream, screen, screw, scratch. Square, squeeze, squeak, squeal. Now please have a look at these sentences before you practice reading them aloud. Bây giờ trước khi các em luyện đọc lớn những câu sau đây, hãy cùng xem ngữ nghĩa. Câu thứ nhất, có một người đàn ông khỏe mạnh trên đường phố vào buổi tối. Câu thứ hai, người đàn ông khỏe mạnh đó trông rất kỳ lạ. Câu thứ ba, anh ta cầm một que kem trong một tay và một con búp bê cao su trong tay còn lại. Câu thứ tư, người đàn ông đang ăn que kem, nắn bóp con búp bê và nó đang phát ra tiếng kêu chiết chiết. Câu thứ năm, người đàn ông đó la hét trong lúc bước vào quảng trường. Câu thứ sáu, không ai biết vì sao anh ta lại làm những điều lạ lùng như vậy. Now practice reading aloud these sentences. Please listen and repeat after me. Các em nghe và đọc theo cô. 1. There was a strong man on the street at night. 2. The strong man looked very strange. 3. He was holding an ice cream in one hand and a rubber dome in the other hand. 4. The man was eating the ice cream, squeezing the dough, and it was squeaking. 5. The man was screaming while walking to the square. 6. Nobody knew why he was doing the strange things. Now you have just finished the pronunciation lesson. Go on to study the grammar lesson. Các em vừa học xong bài học phát âm, bây giờ chúng ta tiếp tục đến với bài học ngữ pháp. Our grammar lesson today is relative clauses and the omission of relative pronouns. Bài học ngữ pháp của chúng ta hôm nay là mệnh đề quan hệ và sự tỉnh lược của các đại từ quan hệ. Now first of all, please have a look at the two examples. Các em cùng nhìn vào hai ví dụ. Example 1, the woman who that lives next door is a doctor. Người phụ nữ, người mà sống kế bên là một bác sĩ. Các em thấy mệnh đề được tô chữ màu xanh gọi là mệnh đề quan hệ. Trong mệnh đề quan hệ này thì chủ ngữ là đại từ who và that và động từ là lives. Now, let's come to example 2. The woman whom that I wanted to see was away. Người phụ nữ, người mà tôi muốn gặp đã đi khỏi rồi. Trong ví dụ thứ hai này,
thì mệnh đề quan hệ whom that I wanted to see có chủ ngữ là I, động từ wanted to see và whom that có chức năng như tăng ngữ trong mệnh đề quan hệ. Như vậy, từ ví dụ 1 chúng ta có thể nói the pronouns go with that can be the subject of a relative clause. Có nghĩa là các đại từ quan hệ who, with, that có thể được dùng làm chủ ngữ của một mệnh đề quan hệ. Và từ ví dụ thứ hai, chúng ta có thể nói the pronouns which, that can be the object of a relative clause. Các đại từ which, that có thể là tân ngữ cho mệnh đề quan hệ. Chúng ta đã vừa ôn lại hai nội dung. Thứ nhất, relative pronouns as subject, đại từ quan hệ làm chủ ngữ. Và nội dung thứ hai là relative pronouns as object, đại từ quan hệ làm tân. Các em nhìn lại ví dụ 2 một lần nữa. Từ ví dụ này, cô có thể biến đổi như sau. The woman whom that I wanted to see was away. Cô tỉnh lược whom that đi sẽ được câu là the woman I wanted to see was away. Cô gọi đây là trường hợp tỉnh lược đại từ quan hệ, omission of relative pronouns. Chúng ta đến với nội dung tiếp theo của bài học, omission of relative pronouns, sự tỉnh lược các đại từ quan hệ. Như vậy chúng ta có thể rút ra we can leave out the pronoun when it is the object of the relative clause. Chúng ta có thể tỉnh lược đại từ quan hệ khi nó là tân ngữ của mệnh đề quan hệ. Các em xem thêm ví dụ. Ví dụ 1. The man whom Peter met knows your brother. Ở đây các em thấy chủ ngữ Peter và động từ met. Và whom có chức năng như một tân ngữ. Chúng ta có thể tỉnh lược tân ngữ này đi để được câu viết lại là the man Peter met knows your brother. Người đàn ông mà Peter gặp biết anh trai của bạn. Chúng ta đến với ví dụ thứ hai. The dress that Anne bought doesn't fit her very well. Trong câu này chủ ngữ là Anne, động từ là bought và that làm tân ngữ. Chúng ta có thể tỉnh lược tân ngữ này đi để được câu viết lại là the dress Anne bought doesn't fit her very well. Để khắc sâu hơn những kiến thức mà chúng ta vừa mới tìm hiểu, các em hãy luyện tập thêm với những bài tập trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta đến với bài tập 1. Exercise 1. Complete each of the following sentences using a suitable sentence in the box to make a relative clause without a relative pronoun. Bài tập yêu cầu các em hoàn thành các câu sau, sử dụng một câu trong ô, biến nó thành mệnh đề quan hệ mà không chứa đại từ quan hệ. Trước khi các em làm bài tập, chúng ta cùng xem ví dụ. Look at the example. I like the diamond ring. Tôi thích chiếc nhẫn kim cương. Câu này, chúng ta thấy hợp nghĩa với câu Mary is wearing it trong ô. Mary đang mang nó. Ở đây, từ ring và từ it đều chỉ chiếc nhẫn. Và từ it, chúng ta có thể biến nó thành đại từ quan hệ là which hoặc là that. Theo yêu cầu bài đọc thì chúng ta không dùng đại từ quan hệ, do đó chúng ta sẽ tỉnh lược luôn đại từ này. Chúng ta được câu hoàn chỉnh là I like the diamond ring Mary is wearing. Tôi thích chiếc nhẫn kim cương mà Mary đang mang. Với cách làm như vậy, các em hãy làm các câu còn lại trong thời gian 4 phút. Chúng ta cùng đến với lời giải của bài tập 1. Câu thứ nhất.
found the bike you lost? Bạn đã tìm thấy chiếc xe đạp mà bạn mất hay chưa? Câu số 2. Most of the classmates he invited to the birthday party could come. Hầu hết những người bạn cùng lớp mà anh ấy mời đến dự bữa tiệc sinh nhật đều có thể đến. Câu thứ 3. The short stories John told were very funny. Những câu chuyện ngắn mà John kể đều rất thú vị. Câu thứ 4. The dictionary I bought yesterday is expensive but very interesting. Cuốn từ điển mà tôi mua hôm qua rất là thú vị. Nó rất đắt tiền nhưng rất thú vị. Câu thứ 5. I didn't like the man we met this morning. Tôi không thích người đàn ông mà chúng tôi gặp sáng hôm nay. Và câu cuối cùng. The beef we had for lunch was really delicious. Món thịt bò mà chúng tôi dùng cho bữa trưa thật sự là ngon. Chúng ta cùng đến với bài tập số 2. Exercise 2. Complete each of the following sentences using a suitable sentence in the box to make a relative clause with a preposition. Bài tập số 2 yêu cầu các em dùng câu trong ngoặc để biến thành mệnh đề quan hệ do câu bên dưới. Và lưu ý ở đây là các câu để biến thành mệnh đề quan hệ đều có chứa một giới từ. Cách làm tương tự, các em xem ví dụ. The flight was fully booked. Chuyến bay đã được book vé đầy đủ. Câu này hợp nghĩa với câu I want to travel on it. Chúng ta sẽ lấy mệnh đề I want to travel on it biến thành mệnh đề quan hệ. Các em đừng quên tỉnh lược đại từ it. Như vậy chúng ta được câu The flight I want to travel on was fully booked. Chuyến bay mà tôi muốn đi trên đó đã được đặt vé đầy đủ rồi. Các em nhìn vào bài tập. Để làm được bài tập này thì các em có thể cần đến sự giúp đỡ của một cuốn từ điển ra những từ khó. Sau khi hiểu được nghĩa của các mệnh đề thì các em sẽ điền mệnh đề vào vị trí phù hợp. Ở đây các em lưu ý một số từ vựng. Thứ nhất, apply for, xin việc làm. Từ thứ hai, enjoyable, có nghĩa là thú vị. Từ thứ ba, good condition, trong điều kiện tốt. Các em có 4 phút để thực hiện bài tập này. Chúng ta cùng đến với lời giải của bài tập số 2. Câu thứ nhất. I enjoy my job because I like the people I work with. Tôi thích công việc của tôi bởi vì tôi thích những người mà tôi cùng làm việc với họ. Câu số 2. The dinner party we went to wasn't very enjoyable. Bữa tiệc cơm tối mà chúng tôi đến không thú vị cho mấy. Câu thứ 3. The house we are living in is not in good condition. Ngôi nhà mà chúng tôi sống trong đó không phải ở điều kiện tốt. Câu thứ 4. I wasn't interested in the things they were talking about. Tôi không thích thú mấy với những điều mà họ đang nói về. Câu số 5. He didn't get the job he applied for. Anh ấy không xin được công việc mà anh ấy đã nộp đơn. Câu thứ 6. The bed I slept in was very modern. Cái giường mà tôi ngủ trên đó rất hiện đại. Chúng ta cùng đến với bài tập số 3, Exercise 3. Take the sentences in which the relative pronoun can be omitted. Hãy tích vào những câu mà đại từ quan hệ có thể được tính được. Chúng ta cùng nhìn vào ví dụ.
Are these the keys that you are looking for? Có phải đây là những chiếc chìa khóa mà bạn đang tìm hay không? Trong câu này chúng ta thấy mệnh đề quan hệ that you are looking for có đại từ quan hệ that, chủ ngữ you, động từ are looking for. Đại từ that làm chức năng như tân ngữ. Chúng ta có thể tỉnh lược đi. Then we take the sentence. Chúng ta đánh dấu tiếp. Các em có 4 phút để làm các câu bài tập còn lại. Bây giờ chúng ta cùng đến với lời giải của bài tập số 3. Câu thứ nhất, the girl who we are going to see is from Britain. Cô gái người mà chúng ta sắp sửa đi gặp đến từ Anh. Người mà chúng ta sắp sửa gặp, đại từ quan hệ who làm tân ngữ, cho nên chúng ta có thể tỉnh lược được. Câu số 2, he works for a company that makes cars. Anh ấy làm việc cho một công ty mà sản xuất ô tô. Cái công ty mà sản xuất ô tô, đại từ quan hệ that ở đây làm chủ ngữ cho động từ makes. Đến câu này không thể tỉnh lược được. Chúng ta sang câu thứ 3. What was the name of the man you met yesterday? Tên của người đàn ông, người mà bạn gặp hôm qua là gì? The man who you met yesterday. Người đàn ông mà bạn gặp hôm qua. Đại từ who làm tân ngữ cho động từ met. Cho nên chúng ta tiếp câu này. Câu số 4. The table that was broken has now been repaired. Cái bàn mà bị gãy bây giờ đã được sửa rồi. Cái bàn mà bị gãy, chủ ngữ that do động từ was broken. Chúng ta không biết câu này. Câu số 5. Do you know the girl who he is talking to? Bạn có biết cô gái người mà anh ấy đang trò chuyện cùng hay không? Người mà anh ấy đang trò chuyện cùng, đại từ quan hệ who làm tân ngữ cho động từ trò chuyện. Chúng ta có thể tỉnh lược được. Câu số 6. This is the novel that I've been expecting. Đây là cuốn tiểu thuyết mà tôi đang mong chờ. Cuốn tiểu thuyết mà tôi đang mong chờ. Đại từ quan hệ that làm tân ngữ cho động từ mong chờ. Đến có thể tỉnh lược được. Các em thân mến, vậy là chúng ta đã hoàn thành bài học Language Focus ngày hôm nay. Các em nhớ làm thêm bài tập trong file Words cô có kèm theo để khắc sâu hơn kiến thức. It's time we said goodbye. Goodbye.